Chiều hôm nay gà mặn cùng gà hóa anh thì một bộ chủ biết tăng gà đã bán hết. Giữa hôm biết Việt Nam và ông biết Hàn Quốc vào lúc 16 giờ cùng gà mặn với chúng tôi còn có hai đơn vị đó là Hoi Hoi và nhãn hàng rất là lâu chúng bán hết. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.